Ok luôn anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những clip về AutoChess ở trên kênh Game Today. Và tôi cũng rất vui khi được gặp lại anh em ở trên kênh sau hơn một tuần tôi không ra clip. Tuần vừa qua thì nó có một cái sự cố về sức khỏe của tôi khi mà tôi bị đi cấp cứu ở trong bệnh viện anh em ạ. Tôi vào bệnh viện cấp cứu từ hôm 24. Lần này thì bị nặng anh em ạ, tưởng chừng như là không qua khỏi. Nhưng mà cuối cùng thì bây giờ thì cũng đã ổn rồi. Tôi đã quay trở lại, xuất hiện lại ở trên kênh. Đấy, nên là anh em cứ yên tâm. Có một vài anh em hỏi là kênh có vấn đề gì thì kênh không có vấn đề gì cả. Đấy, tôi đã quay trở lại rồi, thế là yên tâm rồi. Đấy, rất là cảm ơn các anh em đã hỏi thăm. Tình hình sức khỏe thì hiện tại cũng đã ổn định và đã quay trở lại làm việc được rồi. Thực ra là tôi đã quay trở lại làm việc được 3 ngày rồi. Và tôi ưu tiên cho những cái việc khác trước anh em ạ. Quãng thời gian làm viện thì có rất nhiều những cái công việc nó bị dồn lại. Và tôi sau khi tôi khỏe trở lại là tôi sẽ phải giải quyết được cái đống việc đó trước đã. Đấy, những cái việc khác trước, sau đó rồi mới đến cái công việc ở trên kênh Game Today. Mấy hôm trước thì ở trong bệnh viện ấy, thì thực ra là tôi cũng không có vào mạng. Tôi cũng không có vào trong Facebook để check các cái tin nhắn inbox của các anh em. Thì sau khi ra viện tôi về nhà tôi check được tin nhắn. Thì tôi cũng rất là vui khi mà anh em vẫn còn quan tâm đến kênh. Đấy, vẫn còn nhắn tin khi mà thấy là có một cái khoảng thời gian dài mà tôi không ra được clip. Thì anh em có nhắn tin anh em hỏi thăm. Tôi thì tôi rất là cảm ơn anh em và cũng đã trả lời các anh em đó rồi. Đấy, cái lý do tại làm sao. Đấy, và cái hôm về thì tôi chưa làm được clip. Tuy nhiên là tôi cũng có ý định là sẽ chỉ nghỉ một ngày thôi. Sau đó tôi sẽ ra clip ngay sau cái ngày đó. Thì hôm đấy tôi vào trong game ấy, thì tôi lại thấy là cái tựa game này nó lại update. Đấy, thế nên là update thì thực sự là không có thời gian để chơi. Khi mà phải giải quyết một đống cái công việc trước đấy là nó bị dồn đọng vào. Nên là không có thời gian chơi. Thế là nếu mà update mà không có thời gian chơi thì cũng sẽ không biết được là chơi cái gì. Không biết meta nó đang là cái gì để mà chơi anh em ạ. Thế nên là lại phải mất thời gian để tìm hiểu, để hỏi han các anh em mà đang chơi. Đấy, thế nên là nó mới đến cái ngày thứ ba sau khi tôi ra viện thì tôi mới bắt đầu mới ra clip được. Đó, và hôm nay tôi ra clip thì tôi cũng chia sẻ với anh em luôn vì sao cái kênh của tôi một cái khoảng thời gian dài như thế mà tôi không ra được clip là vì như thế. Đó, và cũng kể cho anh em luôn cái câu chuyện của tôi. Đấy, một cái câu chuyện mà nói chung là không ai có thể ngờ được là tôi lại bị như thế. Rất là sớm, rất là bất ngờ luôn và rất là phải nói là không thể tin được sức khỏe của mình đang bình thường. Thực sự là buổi chiều vẫn còn đi tập luyện bình thường. Đấy, hàng ngày là vẫn đi tập thể dục bình thường vào buổi chiều. Vào khoảng 4 giờ đến 6 giờ là trước khi là đón con tôi đi học về ấy, là tôi tập thể dục bình thường, vẫn khỏe mạnh bình thường. Thế mà tự nhiên đến buổi tối không thể là mà có thể tin được là bình thường nhá, là ngồi làm việc. Đấy, xong rồi là đau lưng thì bình thường thôi, thì cũng thấy đau lưng, đau ở cái thắt lưng rồi này. Đấy, thì nó vặn vẹo mấy cái rồi lại ngồi xuống. Nhưng tự nhiên cái cơn đau ở trên thắt lưng ấy nó lan rộng ra, nó kiểu nó suy sụp luôn ấy anh em ạ. Đấy, xong rồi nó đau lưng dã man luôn mà tôi nghĩ là nó là đau lưng. Thế là tôi mới nghỉ ấy, kiểu như là mình ngồi lâu ấy thì mình đau lưng thì mình nghỉ một tí. Sau đó thì cái cơn đau đấy nó không còn là ở trên lưng nữa anh em ạ, mà nó lan xuống dưới bụng. Nó lan xuống dưới bụng rồi nó lan hết, nó đau hết cái bụng luôn. Cả cái phần dưới của tôi ấy, nó như bị tê liệt lại. Và lúc đấy thực sự là chưa bao giờ có cái cảm giác là cái cơn đau nó như thế luôn. Nó đau lắm anh em ạ. Nó đau đến cái mức độ mà mình có cảm giác là mình sắp chết ấy anh em. Đấy, nó cảm giác là như thế. Khi mà cả người tôi nhá, nó vã mồ hôi ra, nó vã mồ hôi như tắm luôn. Sau đấy là tôi bị ngất đi. Tôi ngất đi luôn mà, tôi ngất đi cho vòng nửa tiếng tôi mới tỉnh dậy. Và lúc đấy là chỉ có đi bệnh viện cấp cứu thôi. Đấy, tỉnh dậy là chỉ có đi bệnh viện cấp cứu luôn. Bởi vì là cái lúc mà tôi ngất ấy, thì tôi lại ở một mình trong phòng cơ, không có ai biết cả. Đấy, mà thường thì khi mà mình làm việc ấy, thì mình không có muốn là bất kỳ ai quấy rầy. Con cái hay là vợ con là đều là không có vào trong phòng khi mà tôi làm việc. Đấy, thì cái lúc đấy là không có một ai cả. Đấy, và cái cơn đau nó đau đến cái mức độ ấy, mà tôi còn không kêu được là anh em biết là đau đến cái mức độ nào. Ở trong phòng là lúc đấy là nó suy sụp luôn, nó gọi là nó ập đến luôn một cái cách bất ngờ và nó đau đến cái mức độ mà mình đau xong là mình ngất luôn. Dã man, mình miêu tả lại cái lúc đấy. Đau đến mức độ như thế cơ anh em ạ. Và nó đến rất nhanh, nó chỉ trong vòng 1 phút thôi. Khi mà cái cơn đau nó từ đau lưng nhá, mà mình nghĩ là đau lưng ấy, Sau đó là nó hết đau lưng, nó không phải là đau lưng nữa mà nó đau bụng, nó thành đau bụng. Sau đó là tôi ra giường, tôi nằm và tôi ngất luôn ở trên giường. Đấy. Và qua những cái miêu tả ở trên, nếu mà anh em, các anh em là bác sĩ ở trên kênh thì chắc là anh em cũng đã nhận ra tôi bị cái gì. Đấy, chính là cái dấu hiệu của một cái cơn đau quặn thận anh em ạ. Cực kỳ là đau luôn. Và nếu mà các anh em ấy mà bị cái cơn đau này rồi thì anh em sẽ hiểu được cái cơn đau của tôi. Đấy, anh em mà bị cơn đau quặn thận rồi anh em sẽ hiểu được. Nó do là có sỏi ở trong thận, nó di chuyển. Nó di chuyển xuống cái đường tiết liệu ấy, thì nó gây tắc nghẽn cái đường tiết liệu, thì nó gây đau anh em ạ. Đấy, thế là đau quá. Khi mà tỉnh dậy ấy, là đi cấp cứu vào bệnh viện. Nhưng mà vào bệnh viện nhá, tôi lại kể cho anh em, đúng là hôm đấy mình kiểu mình cũng số xui ấy. Hôm đấy vào bệnh viện thì cấp cứu. Cái dấu hiệu đấy anh em thấy, nếu mà các anh em là bác sĩ anh em có thấy là nó giống như là một cơn đau quặn thận đúng không? Đấy, nhưng mà tôi đến bệnh viện, một cái bệnh viện ở gần nhà ấy, họ làm các cái xét nghiệm cho tôi. Có chụp chiếu X quang này, có siêu âm, có xét nghiệm máu. Phải nói là cái lúc ở trong bệnh viện ấy thì phải nói là thực ra cái lúc đấy nó đỡ hơn thôi. Nó đỡ hơn cái lúc mà mình bị, mình ập đến ấy. Cái lúc mà khoảng thời gian cái cơn đau ập đến thì nó cực kỳ đau luôn. Nó đau đến ngất đi ấy. Thì khi mà tôi vào bệnh viện tôi cấp cứu thì thực ra là cái cơn đau đấy nó đã giảm rồi, nhưng mà nó vẫn đau. Tức là nó vẫn đau chứ nó không hề là hết đau nhá. Nó chỉ giảm đi thôi. Lúc đấy nó đau theo cái kiểu là nó đau dai dẳng ấy. Nó đau theo cái kiểu là gì, là nó cứ bị ức ở dưới, cái phần dưới ấy này. Đấy, và kiểu như là mình đi tiểu nó khó ấy. Kiểu như thế. Thì lúc đấy vào ấy, xét nghiệm thì mất khoảng 1-2 tiếng đồng hồ để mà đợi kết quả xét nghiệm các thứ. Thì nói chung là trong cái khoảng thời gian xét nghiệm đấy, đợi xét nghiệm lấy kết quả ấy, thì rất là đau. Rất là đau luôn. Nó cứ kiểu nó dai dẳng ấy. Chứ sau đó khám các kiểu các thứ rồi kết luận. Sau khi mà có được cái kết luận bác sĩ thì đúng là tôi ngã ngửa luôn. Tôi phải nói là tôi té ngửa luôn. Khi mà bác sĩ lại kết luận là gì, là tôi không có vấn đề gì anh em ạ. Phải nói là thật sự là tôi lúc đấy tôi đi bệnh viện ấy thì tôi chưa biết được là tôi bị bệnh gì, và tôi cũng không biết được là tôi bị thận hay không. Đấy. Tôi không biết được những cái dấu hiệu đấy. Tôi không phải là bác sĩ. Tôi chỉ biết là tôi đang rất là đau bụng. Và chắc chắn là tôi có bệnh. Tôi chắc chắn là tôi có bệnh. Đấy, tôi chắc chắn là tôi bị vấn đề gì đấy rồi. Và nó phải nói là khá là nghiêm trọng. Khi mà tôi thấy là nó rất đau. Nhưng mà sau khi nhận được cái kết quả của bác sĩ, và bác sĩ nói là tôi không có vấn đề gì cả. Đấy. Thì tôi thật sự là tôi bất ngờ và tôi ngã ngửa luôn. Sau đó bác sĩ có coi như là kê cho tôi một cái đơn thuốc bổ. Và nói còn hỏi tôi kiểu là gì, là kiểu như là tôi có chơi ma túy không ấy, có bị ảo giác không. Đấy, kiểu như là tôi tưởng tượng ra căn bệnh của tôi. Anh em thấy nó có dã man không? Đấy, và tôi cầm cái đơn thuốc của bác sĩ. Tức là đơn thuốc đấy nó không phải là cái đơn thuốc chữa thận đâu nha anh em nhá, mà nó là cái đơn thuốc bổ. Đấy, sau đó tôi về nhà. Tôi cầm cái đơn thuốc để tôi về nhà, tôi mua thuốc và tôi uống. Và trong khi đấy thì cái bụng của tôi nó vẫn đau nha anh em nhá. Cái bụng của tôi nó vẫn đau. Đấy. Và tôi cũng biết là chắc chắn là nó không phải là như thế. Đấy, tôi không tưởng tượng. Tôi không có thể tưởng tượng ra cái điều như thế. Và tôi cũng không có chơi ma túy. Tôi không chơi đá. Nhưng mà bác sĩ không tin. Dã man thật sự luôn. Tôi chưa thể nào có thể tưởng tượng được mà tôi lại có thể rơi vào cái trường hợp đó như thế. Khi mà đi khám mà nó không ra bệnh. Sau đó tôi về nhà tôi mua thuốc để tôi uống. Và ngay trong đêm ngày hôm đấy thì cái cơn đau nó lại xuất hiện lại trở lại anh em ạ. Và đó là cái lần cấp cứu thứ hai trong cái ngày hôm đấy của tôi. Thực sự là một cái trải nghiệm mà không bao giờ quên. Quá đau đớn cho một cái hôm. Chỉ có nằm ôm bụng thôi. Chỉ có nằm ôm bụng thôi. Đấy, trên taxi mà đi mà chỉ có giục ông taxi là đi thật là nhanh để có thể đến bệnh viện được càng nhanh càng tốt. Kiểu như cảm giác như là mình sắp đến cái giây phút cuối cùng rồi. Dã man quá. Nghĩ lại mà thật sự là dã man. Đến được bệnh viện Bưu Điện cấp cứu thì rất là may luôn, là họ phát hiện ra tôi bị sỏi thận anh em ạ. Trước đấy là chưa biết nhá, trước đấy là hoàn toàn là không biết là bị bệnh gì luôn. Không hề biết là bị bệnh gì. Chỉ biết là đau bụng thôi, nhưng mà không biết là bị đau bụng là ruột thừa, hay đau bụng là bị làm sao, bị nhiễm khuẩn, hay là đau bụng là do là sỏi thận thì không biết. Nhưng mà đến bệnh viện bưu điện thì họ soi ra được cái viên sỏi anh em ạ. Đấy, trước đấy thì có thể là do là buổi chiều ấy cái viên sỏi nó bị lẩn khuất đi, nó không hiện ra được ở trong những cái phim chụp X quang hay là cái siêu âm, thì có thể là do nó bị khuất đi, nó soi nó khó. Nhưng mà buổi tối, đến buổi tối thì có thể như là nó có cái sự di chuyển của viên sỏi. Bởi vì thường là khi mà sỏi di chuyển ấy thì nó sẽ gây ra cái sự đau đớn ấy. Đấy, thì nó di chuyển nên tôi mới đau mà. Đấy, và di chuyển đau thì khi mà nó di chuyển đến cái vị trí mà nó dễ nhìn hơn thì bác sĩ tìm ra được. Tôi nghĩ là như thế. Thì là buổi tối là may quá là cũng tìm ra được là bị sỏi thận. Và cái cơn đau đấy thì nó cũng dằn vặt tôi cho đến lúc mà bác sĩ tiêm cho tôi một cái liều thuốc. Tôi không biết là thuốc gì, nhưng mà tôi nghe thấy bác sĩ nói là tiêm giãn cơ, là giãn mạch gì đấy. Đấy, giãn cơ hay là giãn mạch gì đấy để nó hết đau ấy. Thì tôi nghe thế thì nó cũng đỡ đau đi. Ngay sau khi tiêm thuốc khoảng 10 phút thì mình sống lại. Nó phải thực sự nó là một cái cảm giác như là mình được cứu sống ấy, anh em ạ. Trước đấy là nó rất đau và đau như là muốn chết. Thì sau khi tiêm thuốc khoảng 10 phút thì mình như là được cứu sống lại luôn. Cái cảm giác chưa bao giờ nó gần cái chết đến như thế. Và một cái cảm giác sau khi mà mình được tiêm thuốc ấy và mình hết đau ấy, thì đấy là một cái cảm giác mà mình được sống lại. Và chưa bao giờ cảm thấy yêu đời đến như thế anh em ạ. Một cái cảm giác mà không muốn chết, một cái cảm giác mà cực kỳ quý trọng cái sự sống. Cận kề cái chết, nghĩ đến cái chết vẫn đái cả ra máu luôn anh em ạ. Đúng nghĩa đen luôn đấy. Xét nghiệm kết quả ấy, kết quả xét nghiệm máu, kết quả xét nghiệm nước tiểu nhá, là số lượng hồng cầu ở trong nước tiểu nó là 50 trên ml. Hình như là ml thì phải. Tôi cũng không phải là bác sĩ, tôi cũng không biết được là cái liều lượng, cái định lượng của nó là như nào, nhưng mà nó là 50, tức là nó gấp 10 lần so với bình thường. Bình thường nó là 5 thôi, người bình thường nó là 5 thôi, tôi 50 cái số lượng hồng cầu ở trong nước tiểu ấy. Đái ra máu luôn. Dã man. Đấy, thế là cũng bị như thế thì nằm viện điều trị hơn một tuần. Thì trong cái khoảng thời gian điều trị ở trong bệnh viện ấy thì tôi cũng sáng tác. Dã man. Tôi cũng sáng tác một cái bản nhạc để chúc mừng cái sự sống của tôi. Chúc mừng là tôi đã tai qua lặn khỏi. Thực ra năm nay là năm hạn của tôi đấy. Thì đúng là hạn thật. Đấy, đi vào bệnh viện cấp cứu thế này là đúng là hạn rồi. Cái hôm 24 ấy, trước khi vào bệnh viện cấp cứu mà bị cái cơn đau quặn thận ấy, là tôi đang ngồi tôi sáng tác ấy chứ. Lúc đấy là đang ngồi sáng tác cái bài hát cuối cùng, cái bản nhạc cuối cùng ở trong album thứ tư của tôi. Đấy, thì đang sáng tác dở thì bị như thế, thế là bị cấp cứu. Thế là vào bệnh viện thì lúc đấy cái cảm xúc của mình nó lại dâng lên khi mà vừa thoát chết. Đấy, một cái cảm xúc rất là yêu đời, rất là yêu sự sống. Thì những cái cảm xúc đấy nó đã tạo thành những cái giai điệu, những cái nốt nhạc ở trong cái bài hát cuối cùng ở trong cái album thứ tư của tôi. Đấy, và tôi cũng xin được chia sẻ với anh em một đoạn. Và anh em sẽ thấy là nó thực sự nó yêu đời đấy. Xin được giới thiệu với các anh em ở trên kênh bản nhạc Summer Ballad ở trong album thứ tư One Summer Day của tôi. Bản nhạc anh em vừa nghe có tên Summer Ballad. Đó là ca khúc thứ 6 ở trong album One Summer Day, là album thứ 4 của tôi, vừa mới được phát hành ngày hôm qua. Anh em mà quan tâm và muốn nghe trọn bộ album thì anh em có thể search Tuấn Cơm nha anh em nhé. Ở trong kênh Tuấn Cơm nó sẽ có trọn bộ của cái album này. Đặc biệt là các anh em muốn nghe lại cái bài hát Summer Ballad, nghe đi nghe lại. Bài hát với những cái giai điệu gần gũi, dễ nghe. Khi mà anh em lắng nghe thật kỹ, anh em sẽ thấy cái cảm xúc yêu sự sống mà tôi đã gửi gắm vào trong những cái giai điệu, những cái nốt nhạc ở trong cái bản nhạc này. Và vừa hay nó lại rất hợp với cái album này của tôi. Nếu như mà tôi là một cái nhạc sĩ nổi tiếng ấy, thì tôi nghĩ đây sẽ là một cái hit của tôi đấy. Bởi vì nó được sáng tác trong một cái giai đoạn mà mình sắp chết. Dã man thật sự. À mà đấy, nhắc đến cái kênh Tuấn Cơm ấy, thì lâu rồi tôi cũng chưa nhắc đến cái kênh Tuấn Cơm. Cũng xin được cảm ơn các anh em nhé. Đợt vừa rồi thì kiểu như là mình cũng bẵng đi một thời gian, mình cũng không để ý, không quan tâm. Đấy thì kênh nó cũng được 1000 sub rồi. Và tôi nghĩ là chủ yếu sub ở trên kênh Tuấn Cơm là từ kênh Game Today mà ra. Chắc là cũng phải già lửa số người theo dõi là ở trên kênh này. Đấy, toàn các anh em yêu quý thôi, muốn theo dõi cái chặng đường, ngoài cái chặng đường mà làm game ra thì cũng muốn theo dõi tôi, xem là cái chặng đường âm nhạc của tôi nó thế nào. Thì cũng xin được cảm ơn các anh em rất nhiều vì đã quan tâm cũng như là ấn sub ủng hộ. Có thể là anh em cũng sẽ không có xem đâu, cũng không nghe nhiều. Đấy, chỉ là một cái sub ủng hộ thôi. Thì bây giờ cũng đã được 1000 cái sub rồi. Đấy, và kênh cũng đã được bật kiếm tiền bình thường rồi. Đấy, cảm ơn anh em rất là nhiều nhá. Và nó cũng sẽ là động lực để tôi phát triển cả cái kênh âm nhạc nữa. Nếu mà hỏi tôi bây giờ tôi đang tập trung vào tôi làm cái gì nhất, thì tôi cũng xin trả lời với anh em là tôi đang tập trung vào làm nhạc. Đấy, đấy là cái thứ mà tôi đang ưu tiên hàng đầu. Đấy chính là tập trung vào sản xuất âm nhạc. Và năm nay thì tôi dự định là ít nhất là từ bây giờ đến cuối năm, phấn đấu là sẽ ra được khoảng 3 đến 4 album nữa. Tức là trung bình hơn 1 tháng cho đến 2 tháng là sẽ ra được một album. Đấy, thì tôi đang đặt ra cái mục tiêu là như thế. Thế nên là cái công việc nó cũng sẽ khá là dồn dập, nó sẽ mất khá là nhiều thời gian để tập trung vào cho âm nhạc. Đấy, còn game thì vẫn sẽ sản xuất đều nếu tôi có sức khỏe anh em nhé. Nếu tôi có sức khỏe và tôi không có ốm đau gì thì chắc chắn là video nó sẽ ra đều hàng ngày thôi. Mỗi ngày một video game. Lên trên kênh thì vừa chơi game, vừa tâm sự với các anh em, cũng khá là vui. Sau khi update thì tôi thấy là có rất nhiều người có nói là cái bộ Witcher ấy thực sự là nó vẫn rất là mạnh. Đấy, vẫn coi như là chưa có cái thay đổi gì nhiều. Và thậm chí là hình như nhá, cái này tôi không chắc chắn lắm bởi vì tôi chưa có chơi Witcher, chưa có cái cơ hội là chơi Witcher cả. Nhưng mà có các anh em chơi, các anh em mà coi như là thân quen với tôi ấy mà chơi cái con game này là có chia sẻ là cái bộ Witcher ấy bây giờ thậm chí hiện tại ấy, sau khi update nó còn mạnh hơn cả trước cơ. Bởi vì cái lý do là cái con Fallen Witcher khi mà nó cầm cái món đồ bất diệt ấy thì bây giờ là bóng của nó cũng sẽ được là bất tử trong vòng là 3 giây. Đấy, tức là nếu mà có một cái RO và một cái bất diệt, khi mà con Fallen Witcher lên 3 sao thì nó sẽ là 5 con, nó có khả năng là bất diệt nha anh em nhé. Nó sẽ bất tử trong vòng 5 giây và nó bắn. Và bây giờ thì cái bộ mạnh nhất nó chính là cái bộ 6 Glacier kết hợp với Witcher đấy anh em ạ. Trong vòng coi như là 3 giây đấy mà cái bộ 6 Glacier nó đập thì thôi, xác định luôn là chả có cái bộ nào nó đỡ ở đâu. Đó, thế nên là anh em, nếu mà anh em hỏi meta này là meta gì, tôi nghĩ là meta vẫn là Witcher thôi, chứ nó cũng chả có cái sự thay đổi gì đâu. Có hay chăng là nó có thêm một vài cái line up khác, đấy, nó lên được một chút. Còn Witcher thì nó vẫn là bố nha anh em nhá. Đấy, anh em cứ thử đi xem có phải là như thế không. Anh em thử ấy mà có gì sai thì anh em confirm lại cho tôi để tôi sửa lại nhá anh em nhá. Đấy, chưa có thời gian để test cái bộ Witcher anh em ạ. Chỉ nghe nói thế thôi. Nghe nói là được như thế ấy, thì thực sự là cái bọn này nó dở hơi dở hám thật sự luôn. Một cái line up mà quá mạnh ở cái meta trước mà sang meta mới nó lại bắp cho mạnh hết lắc như thế này thì rõ ràng là không bình thường rồi. Khả năng là lại sắp tới lại bán skin của cái bộ Witcher đây. Tôi nghĩ là như thế thôi. Bán skin của Fallen thôi chứ chả có cái lý do gì mà tự nhiên lại phải bắp 2 mùa liên tiếp cả. Mạnh rồi mà vẫn bắp thì là có vấn đề anh em nhá. Đấy. Còn meta mới này thì theo như tôi đánh giá thì có thể là nó sẽ có cái line up Warlock nó sẽ quay trở lại. Đấy. Nên là trận này tôi sẽ test thử cái bộ Warlock đã để xem thế nào. Bộ Warlock bây giờ là có cái một cái rất hay, đấy là nó không có cái món đồ mà giảm hồi máu nữa. Đấy, không, bây giờ không có món đồ giảm hồi máu nữa nên là cái bộ này thực sự là khá là khó chịu đấy. Không có cái giảm hồi máu là một này. Thứ hai là skill của con giái cá là cũng đã thay đổi. Nó không còn cái khả năng là giảm hồi máu của đối thủ nữa, mà thay vì đấy là nó là tăng stack thôi. Nó là tăng đam cho cái con mà bị lém cái boomerang vào trong người ấy, là nó sẽ được tăng đam đến từ những cái con đệ. Đấy, thì nói chung là có nhiều cái thay đổi khiến cho cái bộ Warlock có thể nó sẽ quay trở lại. Đây là chỉ là dự đoán thôi nhá anh em nhá. Còn vào thực tế và trong rank thì không biết được. Warlock bây giờ thì nó cũng có một cái nó tù đi, đấy là nó sẽ không kết hợp được với những cái con khác bộ Warlock. Những cái con khác bộ Warlock nó sẽ không được hưởng cái hiệu ứng Warlock. Ví dụ như là chơi Warlock bây giờ là core thì nó sẽ chỉ là những cái con ở trong bộ Warlock thôi, mà nó sẽ không phải là những cái con như kiểu con rớt này, hay là con cáo, hay là con Medusa ngày trước là có thể chơi kết hợp với Warlock được. Hoặc là cái bộ Metalist chẳng hạn, ngày trước là kết hợp với Warlock rất mạnh. Thì bây giờ thì chúng ta chỉ có thể chơi những cái con Warlock ở trong bộ này thôi. Thì nó bao gồm là cái con ác mộng này, hay là con Velomancer. Đấy, ở trong cái bộ Warlock thì có thể chơi làm co. Ngoài ra thì cái bộ Beat, cái bộ Beat tự nhiên khỏe lên. Chắc là do thêm một con tướng 5 đô và thay đổi skill của con giái cá, nên là cái bộ Beat ấy nó sẽ đánh thiên về Beat siêu đẻ nhiều hơn so với meta trước là chơi Beat Kira kết hợp với máy bay hay kết hợp với cả cáo. Đấy. Meta trước thì là như thế, meta này thì thay đổi là sang là Beat siêu đẻ. Còn bộ né, bộ Feather cũng đã quay trở lại. Đấy, theo tôi là những cái bộ đấy là những cái bộ đánh được ở trong meta mới. Còn những cái lineup mà coi như là vào hàng lâu quá rồi vẫn chưa thấy chui ra, đấy chính là cái bộ Warrior và cái bộ Clyde. Đó là những cái lineup mà anh em tốt nhất là anh em đừng có động vào. Anh em động vào thì anh em chỉ có thiệt thân thôi. Anh em chắc chắn anh em sẽ bị tụt rank. Anh em đánh khéo kiểu gì thì late game anh em cũng toang thôi. Trừ khi là bài được độ. Bài độ thì không nói. Còn anh em mà không được độ mà anh em đánh kể cả cẩn thận, anh em khéo đến đâu anh em chết. Anh em chọn sai layup là anh em đi rồi. Thế nên là anh em cứ tin tôi. Đấy, ở trên kênh này là nó chia sẻ cho anh em tất cả những cái gì mà anh em lên tránh. Anh em lên chơi. Đây này, ở trận này là có beat này. Đấy, Warlock thì sợ beat đúng không? Nhưng mà thằng này sắp đi rồi. Trận này có Shaman các kiểu. Nhìn thì nhìn thế thôi, nhưng mà chuối thì cũng chuối, gặp counter thì cũng đi thôi. Sắp đi rồi. Tôi còn một đống máu, không sợ đâu. Gặp nó giỏi lắm được 1-2 lần nữa thôi, sợ gì. Trận này gặp 5 rồng mà đi mà, cái thằng beat làm sao mà ăn được 5 rồng. Đấy, và một cái vài cái line up là có thể chơi được hoặc không chơi được. Ví dụ như là 5 rồng này, hoặc là Shaman thì hiện tại nó đang là những cái line up mà thực ra những cái line up đấy là những cái line up mà có thể đánh được mọi meta. Meta nào cũng chơi được. Đấy, nhưng mà nó không quá nổi bật, nó không quá nổi bật nhưng mà có thể chơi được hết. Chắc là đổi đồ cam thôi, chứ còn tôi cũng sẽ không đổi đồ tím đâu. Sắp tới tôi sẽ đổi đồ cam. Đây, gặp cái thằng ấy này. Chúng ta sẽ gặp cái thằng beat này. Sẽ bị đẩy nhiều anh em ạ, gặp thằng này sẽ bị đẩy nhiều thôi. Gặp counter, gặp counter. Ui dồi ôi, căng phết nhỉ. Đẩy 23 máu đấy. Nhưng mà cũng chỉ gặp được 1 lần 2 lần thôi. Thằng đấy 13 máu thì gặp 5 dòng 9m là đi ấy mà. Rồi, sẽ đổi một cái món đồ cam nữa anh em nhé. Ok. Khiên thiên thể, chắc chắn rồi. Con này cứ trâu càng tốt. Đấy. Đồ cứ toàn đồ trâu mà đắp vào người thôi. Những cái đồ trâu nhất đắp vào người thôi anh em ạ. bây giờ cái con ác mộng này nó không bị sợ bởi những cái món đồ giảm hồi máu như ở meta trước nữa, nên là cứ càng trâu càng tốt. Đấy, nếu mà có thêm cái giáp blue, cái giáp mà chống doom thì là ngon nhất. Giáp chống doom ở cái những cái món đồ blue ấy. Anh em cố gắng anh em random ra cái món đấy là ngon. Nói chung là bây giờ ác mộng lên 2 sao là cũng yên tâm rồi. Rồi chúng ta giữ tiền 50 tiền roll con này 3 sao thôi. Càng phết nhờ. Rèn thêm một cái món đồ cam nữa được này. Ok. Tôi giữ lại cái gương bởi vì là bây giờ tôi không có cái giáp blue, nên là tí nữa lấy một con này lên 3 sao thì cũng có thể chơi cái gương để tránh doom nha anh em nhé. Cái gương cũng là cái món đồ có thể tránh được doom. Nếu mà giả sử như không ra được giáp blue thì cầm cái gương cũng được. Đấy. Ok. Trong trường hợp mà không có thằng nào có ý định chơi doom thì chúng ta có thể là không cần dùng gương, chúng ta rèn gương đi. Đấy, còn nếu mà có thằng chơi doom thì thôi thì chúng ta giữ lại cái gương. Hoặc là có thể một cái trường hợp này là có thể rèn cái gương này. Đấy là nếu mà tôi ra cái vương miệng ấy thì cũng không cần tung trưởng. Đấy. Không cần tung trưởng nữa, có vương miệng là được. Thì nữa rèn đồ cam mà ra vương miệng thì có thể rèn gương. Mấy cái thằng Clyde này thì vô tư đi. Ui giời, bây giờ mới còn chơi Clyde. Thế thì chắc thằng này về top 4 rồi. Không có cửa nào đánh mấy cái bộ kia đâu. Thiếu một đồ nhỉ. Nếu mà rèn cái gương này thì đủ này. Rèn gương đi thì đủ cái đồ cam. Bây giờ mà lấy đồ cam thì hướng tới là cái vương miệng. Tôi sẽ dừng lại ở level 9 tôi roll thôi, chứ không lên 10 nha anh em nhé. Bộ này lên 10 cũng chỉ kẹp cá mà thôi. Kẹp cá hoặc là kẹp cọc thôi. Nhưng mà trận này chắc kẹp cá. Tôi sẽ rèn thêm một cái món đồ nữa. Tinh thể mana này dùng được này. Tôi sẽ lấy cái Blink cho con Grim. Blink Grim thì nó hiệu quả hơn. Nó sẽ combo với cả cái con Doctor được. Ok. Trên này còn 42 máu. Tôi nghĩ là vẫn sẽ là vô tư thôi. Lag ấy nhở. Thằng Beat này không có thằng nào giết được à? Phải có thằng giết được chứ nhở. Tầm này tôi có giáp và tôi không sợ này làm đâu anh em ạ. Vừa lấy anh em thấy không? Này. Đấy, vừa lấy là chưa có giáp thôi. Bây giờ có giáp trâu rồi, giáp phản này nó có thể phản được cái stack. Đấy, nó hay cái chỗ đấy. Khi con ác mộng này nó có cái giáp phản thì 40% những cái cú đánh vào nó sẽ bị phản lại cái hiệu ứng stack. Nên là cái việc tích stack nó cũng sẽ lâu hơn. Mà thằng đấy nó cũng hên đấy. Còn một máu. Quả đấy chỉ cần lọt thêm một con nữa đi rồi. Hoặc là cái con Doctor của tôi chẳng hạn, nó lên được 2 sao thì chắc thằng đấy nó đi. Trên này khả năng solo thằng Shaman lead game rồi. Shaman bây giờ thì nó cũng không sợ cái bộ Warlock này làm đâu anh em ạ. Ngày trước thì sợ rồi, bây giờ không sợ. Shaman Meteorite à? Để xem nó có kẹp Doom mà không. Round này hy vọng nó sẽ có cái vương miệng. Vương miệng thì vô tư luôn, chả sợ Doom. RO à? Không cần. Ê à, được đấy nhở. Thế này thì lại phải bỏ gương đi à? Bỏ gương để ghép với vương miệng. Trận này khả năng có năng mộng deck lên được 3 sao luôn anh em ạ. Giữ gương nó cũng hơi phí. Thôi tôi sẽ ghép cái đồ cam luôn, lấy cái phương miệng ngon hơn. Ok, không có bất diệt à? Cái gậy tá ác nhỉ? Thôi lấy cái gậy tá ác đi, gậy tá ác ngon hơn anh em ạ. Vừa có khống chế mà tí nữa ấy, tôi sẽ vứt được cái huyết trượng đi. Cái slot huyết trượng nó sẽ dành cho một cái slot cho vương miệng, hoặc một cái slot cho cái bất diệt sao. Lấy sao? Con này bây giờ nó cũng đủ trâu rồi ấy, nó cần gây đam nhanh thôi. Gặp bọn Shaman thì gây đam nó nhanh thì nó ngon hơn, chứ gây đam chậm nó biến ra những cái con mạnh thì cũng khó lắm. Tôi chơi 6 Shaman mà sau này mà nó cứ biến, một lúc sau nó biến ra mấy cái con 5 đô 3 sao thì thực sự là rất khó. Được chưa? Rồi, đủ đam rồi. Đủ đam mà giết được không hả? Khỏe rồi. Ác mộng này, trận này nói chung là ra ít thật. Không biết có lên được 3 sao không. Round thứ 32 rồi mà bây giờ mới có 4 con. Thực ra là mới có 3 con ác mộng ấy anh em ạ. Trên này tôi mới có 3 con ác mộng thôi. Cái con ác mộng mà lên được 2 sao là vì là tôi đập quả trứng vào nó đấy, chứ không phải là nó ra 3 con mà tôi lên được 2 sao đâu. Tức là bây giờ mới có 3 con ác mộng nó ra thôi. Khó chơi nhỉ. Ui con mèo đấm đau kìa. May là cái phản của tôi nó mạnh ấy. Rồi, nói chung là áp mộng bây giờ nó đủ giáp rồi, nó trâu thật sự. Đứng ở trên mà. Có chuối luôn này. Hiện tại là chưa đủ để đổi. Tôi không muốn vứt cái mắt đi đâu. Cái mắt nó rất khỏe anh em ạ. Cái mắt nó rất hợp với con ác mộng luôn. Nó tăng khả năng hồi máu nên là tôi không muốn vứt đi. Nó sẽ giúp cho những cái con của đối thủ ấy, nó sẽ đánh chậm lại nữa. Cái mắt thực sự nó là một cái món đồ khỏe ở trong cái món đồ blue ấy. Những cái món đồ blue thì đấy là một cái món đồ mà rất là lên lấy ở trong cái thời điểm hiện tại. Nó mới có và nó cũng rất khỏe. Sáu Shaman kẹp 4 Metalist. Bây giờ phụ thuộc vào cái việc là Hensui sẽ là đối thủ nó có tung ra những cái cú Metalist không. Đấy, như những cái cú như thế là rất là nguy hiểm luôn. Ôi, vai cứt thật sự rồi đấy anh em ạ. Nổ Meteorite liên tục. Nổ Meteorite liên tục thì máu bao nhiêu thì cũng không lại được. Có 10.000 máu thì cũng chỉ 2 phát là bay màu thôi. Nó khá là hên xui. Tầm này dựa vào hên xui thôi. Ác mộng ơi, ra đi. Trời ơi, còn thiếu nhiều quá nhỉ anh em nhỉ. Ba con nữa. Cảm giác 44 tiền này mà ra 3 con cũng khó cơ. Rao sau tôi sẽ xả hết tiền. Ui, kẹp 2 đuông rồi kìa. Tôi chết mẹ rồi. Vừa lấy không thấy có đuông tôi mới rèn cái gương ấy. Bây giờ nó kẹp 3 đuông. 3 đuông luôn đấy anh em ạ. Vì nó có con mèo mà nên là nó sẽ là 3 con Doom. Vẫn vô tư. Vẫn ăn được. Hên xui anh em ạ, hên xui. Ra one được ra không, chả biết được thế nào đâu. Meteorite thì nó ảo lắm. Giờ lên được con ác mộng 3 với cái bất diệt nữa thì mới yên tâm được. Round này là phải có một cái bất diệt hoặc là một cái vương miệng thì mới top 1 được. Còn không có thì vẫn hên xui lắm. Hy vọng là sẽ ra được một trong hai cái món đồ. Đấy, lên 10 kẹp thêm cái cọc nữa thì là an toàn luôn. Tức là chắc chắn là con ác mộng này nó sẽ không bị bớ vào đầu tiên, mà bọn nó sẽ phải bớ vào cọc đã. Mấy con Metalist nó sẽ phải đập cọc trước, xong nó mới bớ vào con ác mộng được. Đấy, con ác mộng để đứng ở trước cái cọc. Hai con Doom nhưng mà không có đồ, vô tư luôn. Hiện tại là nó đã bỏ cái bộ 6 Shaman đi rồi. Nó sẽ chơi là 4 Metalist kẹp với 4 Shaman thôi, và kẹp thêm 2 con Doom vào. Cũng biết chơi đấy. Ok, random đó. Rèn thêm một món đồ cam nữa nhá. Đấy, đủ 3 món này. Đủ 3 món lẻ luôn. Ok. Đây rồi. Cái này thì vô tư luôn, không sợ Doom nữa. Doom thoải mái luôn. Rồi, đồ ác mộng 3 sao nào. 2 con nữa thôi. Cố thế nào. Còn nữa đi. Trời ơi. Ui luôn, hết tiền không lên được 10, không ra con nào này. Đen thật đấy. Ui vai đài á. Thật. Vai cứt. Đùa. Pha vừa rồi luôn, hết tiền không ra được con nào anh em ạ. Điêu thật sự luôn đấy. Biết thế gì bố lên 10 kẹp cọc vào phải ngon hơn không. Thôi chết rồi đây này. Ui. Căng bị đu rồi. Ê à. Nhưng mà có vương miệng, anh em ạ. Có vương miệng. Vẫn thua. Con gấu bây giờ nó có cái bình minh nữa. Dí khá đau. À ui đây rồi, một con nữa thôi. Một con nữa. Ra đi. Ui đây rồi. Ok, thế là vô địch. Ôi giời ơi. Bây giờ thì chấp Doom. Doom hộ cái. Vô tư bạn ơi. Thôi lên được 3 sao cũng được. Không cần lên 10 nữa. Lên 10 sau vậy. Chả biết có lên được 10 không. Bởi vì lên được 3 sao thì chắc là trò chơi nó cũng kết thúc rồi anh em ạ. Rồi chấp Doom luôn. Doom hộ cái vào đây. Doom à? Doom thì làm sao? Chả sao. Doom hộ cái bạn ơi. Tỉnh bây giờ mà. Trời ơi. Chấp Doom luôn. Có vương miệng thì sợ gì Doom. Thoải mái đi bạn ơi. Tỉnh rồi đấy. Đấy. Nhưng mà mỗi round chỉ giết được một con này. Chắc là trận đấu này nó sẽ kéo dài lâu đấy anh em ạ. Đối thủ mỗi round chỉ lọt một con thôi. Có cái cơ hội là cho đối thủ lật kéo nhỉ. Hay nó kẹp cá rồi này. Kẹp Doom kẹp cá. 4 Shaman kẹp cá. 4 Shaman kẹp Doom kẹp cá. Ok. Sợ nhất bây giờ là sợ bị hack ấy. Sợ bị hack thôi. Hack chúng vào con ác mộng hay nó không tung được trưởng lúc đầu thì cũng hơi sợ. Con ác mộng ít nhất là phải tung được một lần trưởng. Sau đó bị Doom cũng được, nhưng mà phải tung được trưởng để hồi máu nữa. Rồi. Tung được một lần trưởng, 2 lần trưởng đã ok rồi. Tung được 2 phát là ok rồi anh em ạ. Đấy, còn lại nó sẽ là cái Radiant nó đốt. Ok, lọt nhiều tí. Lọt 3 con đi, cho lọt 3 con đi nào. Ok không? Không được, lọt một con à. Vẫn chỉ lọt được một con thôi anh em ạ. Cái này thì bao giờ mới kết thúc của trận đấu đây. 2 round nữa. Round này chưa chết được, phải round nữa. Tức là phải kéo dài đến tận round thứ 41 cơ. Thôi không sao. Sớm muộn gì thì cũng chết thôi anh em ạ. Sớm muộn gì nó cũng chết thôi. Tôi cũng sẽ vô địch thôi. Thực sự là nó không có cái đồ giảm hồi máu thì cái con ác mộng này vô địch ấy mà. Nó đánh được một phát Metalist tôi lại hồi lại máu thì nó lại quá lửa máu thì nó sẽ không chết luôn được đâu. Vô tư. Rồi. Vô tư đi bạn ơi. Thoải mái luôn, tung được 2 lần trưởng thì ui giời, vô tư. Ơ da, cái gì đây? Con ác mộng của tôi đâu rồi anh em ơi? Ui giời ơi, con ác mộng đâu rồi? Mất hình luôn ạ. Điều thật đấy. Trời ạ. Không thể tin được luôn. Tô hài. Vãi cứt. Lỗ Metalist liên tục mất hình luôn ạ. Ui vãi đái thật sự luôn đấy. Cáu thật luôn. Top 1 đến tận mồm rồi mà cuối cùng là mất. Anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian anh em có thể chọn 2 clip tôi đề xuất ở phần cuối cái video. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye!